hôm nay Thái Vũ sẽ dạy cái buổi tập trồng à, à, chuối cơ bản cho một cái chị học viên cũng mới vừa đăng ký học Thái Vũ buổi đầu tiên thôi nói chung chị cũng đã làm được cái cái chuối như thế này rồi và chị đã đang xôi cho Thái Vũ xem đó thì ok cũng được giờ ráng hai cái đầu gói khép sát vô duỗi ok duỗi cái mũi chân là tốt rồi đó Xíu cái bụng cũng tốt rồi ráng xíu cái mông thêm tí xíu nữa đúng rồi ok tốt rồi giữ đúng tư thế luôn mốt lên handstand hay là forearm stand cũng như vậy thôi, không có sao hết á, hết thở đều cảm nhận tư thế, đã lên đảo ngược là hít thở bằng mũi, không thở bằng miệng nha, lên đảo ngược là hít thở bằng mũi không thở bằng miệng, đúng rồi, mũi chân lúc nào cũng duỗi thẳng ra để nó để nó canh đúng cái trục à, Thăng bằng, ha, đúng rồi, chính xác, tốt, đúng rồi, rồi trong đầu mình ráng cảm nhận cái tư thế, cảm nhận cái tư thế, hiểu không? cảm nhận cái tư thế trong lúc mà mình thực hiện cái động tác này, đó, cảm nhận lực vô vai, bụng lưng đó siết chặt phần mông đúng rồi chính xác đúng rồi thêm một xíu nó cố lên cho vai bền lên cho tay khỏe lên đúng rồi chính xác tốt rồi thôi ok vậy là ổn rồi rồi thấy nó sẽ tập bổ trợ thêm lực cho cơ vai trước đó dồn đó đúng rồi đứng chóp mặt ha rồi đẩy người tới đằng trước dồn hết lực vô tay vai đúng rồi dồn hết lực vô tay vai đó vừa thấy nó nặng nè đó, vừa hết đó thấy nó nặng là giữ lại. Rồi co một gối lên, đúng rồi, chính xác. Co cái gót chân về mông nha. Đó, co cái gót chân về mông, càng gót chân càng về mông càng nhẹ. Không không, đừng 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 có nhả đầu gối vô. Chỉ cần gót chân cuộn vô mông thôi là ok. Đúng rồi, xuống hít vô, lên thở ra. Không không, không đừng có nhả cái đầu gối quá, đừng có nhả cái đầu gối. Cuộn cái đầu gối vô thêm nữa thì càng tốt, đúng rồi. Đẩy người tới, dồn lực vô tay vai thì tay vai nó sẽ khỏe lên. Đó mình dồn lực vô cái gì cái gì mà nó nặng nó phải chịu cái lực nặng thì nó nó đang dần khỏe lên hiểu không rồi ok tốt đúng rồi đó hôm nay là ngày đầu chị đã tập uh, cái headstand ôm đầu ha cái uh, trồng cây chuối ôm đầu cơ bản á rồi bây giờ xem thế vũ uh, làm thử thị phạm rồi nè ôm chặt cái đầu nè nó chủ yếu là nè cái tay che cái đỉnh đầu thấy không tay trên tay dưới che cái đỉnh đầu là cái đầu mình nó không biết nó bị đau hết á con một gói vô nó cái gói này giữ yên cái đợi gói kia nhập vô đó mình giữ coi gói trước coi gói quen thì vũ thẳng lên nó đơn giản vậy thôi rất là đơn giản nhớ cái chân mình càng xích gần vô thì nó sẽ càng nhẹ nó càng dễ rút bơm đừng để chân xa đó xích gần là xích gần thấy không xích gần là cái mông mình đưa lên cao là mình nó rút lên rất là nhẹ đừng có để xa rồi vũ thẳng lên đó nó đơn giản vậy thôi đó rồi đâu giờ chị thử làm lại rồi để theo vũ xem coi như thế nào cứ nhớ là ôm chặt đầu hết ngực xích bụng từ dưới xích gần cái chân vô rút gần cái chân vô rút chân càng gần vô tay thì nó dồn lực vô tay vai đói không là lên nhẹ nhẹ lắm đúng rồi rút thêm nữa nó dồn lực vô tay vai đúng rồi coi là như đó thôi như đó thôi chân kia nhập vô nhập dứt khoát vô chân này lên nó đợi chân kia nhập vô đó thấy không là mình sẽ giữ được thôi thấy không giữ giữ tiếp luôn giữ tiếp luôn giữ mũi chân đúng rồi chính xác đúng rồi đó thấy không đẹp liền thấy không nó đâu đâu duỗi một chân lên rồi ok từ 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 không sao hết rồi bây giờ chị sẽ thử rút lên cái kiểu tách chân coi như nó như thế nào ha hồi nãy rút co gói giờ rút tách chân đó đúng mà dồn lực về trước nè đó tách chân ra quạt lên quạt lên luôn đó thì nó đơn giản như vậy thôi đúng không rồi cái chân của chị có thể để rộng ra trước luôn và cứ tung theo cái quy tắc là đẩy người tới đằng trước ha dồn lực vô tay vai đó xích gần chân vô xích gần chân vô nè chân nó vừa nhẹ lực vô tay vai nè là chân nó nhẹ nói không chân nó nhẹ nè không chắc đó là quạt lên liền nhớ quạt ngang ra quạt lên kiểm soát nó khép vô đó là ok rồi đâu chị áp dụng thử rồi em chạy tiếp cho rồi ok, ôm đầu Rồi Chính xác, hết ngực xích bụng từ dưới nha, cứ xích gần vô Xích đúng rồi, chân động ra Đúng rồi, xích gần vô Xích từ ở dưới luôn, đúng rồi Đúng rồi, nếu mà cảm thấy nó chưa lên được, cứ xích gần tới nữa Đúng rồi, xích gần vô, dồn lực vô tay vai đầu ha nó làm điểm tựa hết rồi thì cái chân mình nó nhẹ chân mình nó nhẹ thì sao mình thì mình rút lên đó đúng rồi rút lên ban đầu rút thấp như vậy cũng được từ, từ cái lực mình nó lên mình sẽ rút cao lên đúng không chứ mới tập mà sao mà mình có thể rút liền được đúng không rút liền được thì mình đâu cần phải tập nữa đúng không đó rồi hết một hơi sau rồi đúng rồi đó gì có điểm dừng lại là tốt đúng rồi đúng rồi đúng rồi đó không muốn rút lên được cái đó chính xác tốt rồi tiếp tục đúng rồi đúng rồi cái đó là để gần nó mà dễ rút lắm nó à, hay không có bật nha không có không có bật ha ráng tự dùng lực mình rút lên không có dùng đà ha dùng lực của tay ba chân nó nhẹ rồi, thì rút rút cố lên rút lên rút lên đó đúng rồi tốt nó lên cao hơn rồi đó chính xác rồi hết một hơi sâu vô cuộn chặt bụng rút lên đúng rồi đó đúng rồi phải ít ra nó phải có điểm dừng nữa xuống thì ráng xuống nhẹ nhàng thôi xuống nhẹ thôi đừng có xuống cái đùng đúng không xuống nhẹ nhàng thôi đúng rồi đúng rồi đó dồn nó có trước đó, ok Rồi Mệt là nghỉ xíu nha, không cần phải gì đó đâu Cho nó nghỉ xíu Đúng rồi, đó, lực nó sẽ lên, hiểu không Rồi, làm lại cái co gói Dùng cái lực nãy giờ mình có Ráng, ừ, co một gót vô mông trước Co vô mông trước, chân kia co Co đều với cái chân mà mình đã Đã đưa lên ha Dứt khoát vô, dứt khoát vô, cứ dứt khoát vô Đừng có sợ gì hết, không có sợ gì hết đó. Dứt khoát vô, đúng rồi, đúng rồi Đúng rồi, rồi đúng rồi khép hai đầu gối đúng mà chính xác không cần phải cuộn sát cái gó cái đầu gối vô cái ngực quá đâu cuộn sát rồi nó nặng lắm nhả ra cứ nhả ra đó không nhả ra đừng có cuộn sát vô ngực quá đó cứ nhả ra từ từ đúng rồi được thì duỗi mũi chân hmm. đúng rồi rồi cảm thấy kiểm soát tốt thì bắt đầu mình duỗi lên từ từ đúng không duỗi lên duỗi lên duỗi một chân lên cũng được ờ ừ, không sao vậy là tốt rồi mới buổi đầu mà vậy là tốt rồi không sao đó từ từ rồi nhập vô đúng rồi đó không giờ cái lực nó lên bắt đầu mình kiểm soát tốt rồi không? nó đúng rồi cái gót cuộn dây mông sẽ rồi nhả cái đầu gối ra bắt đầu nhả dần cái đầu gối ra nó giữ vậy thôi là nó cũng đã lên lực rất là nhiều ha và kiểm soát cái thăng bằng của mình quan trọng là đáng kiểm soát thăng bằng giữ một chân lên nó làm thử duỗi một chân là đúng rồi từ từ thôi từ từ thôi có lên có lên có lên đó đầu được rồi đó rồi bây giờ nó hơi bị xéo nè mình trả cái chân về trước chút xíu đưa cái chân lên tiếp Ờ ok không sao rồi nhưng mà vậy là tốt lắm rồi à. Rồi đúng rồi đúng rồi đúng rồi đúng rồi Rồi vũi lên vũi lên vũi lên vũi lên vũi lên Vũi lên dũi lên Rồi được thì siết mũi chân luôn nha Rồi được khai cái chân kia ra Mặc dù nó hơi bị xéo nhưng mà cũng không sao hết Cảm thấy được thì vũi cái chân kia ra Đó đúng rồi đúng rồi đúng rồi đúng rồi Tốt 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 giữ thêm xin nào giữ thêm xin nào Được thì trả cái chân tới trước đúng rồi vũi mũi chân Tốt Đó được khai trả Nào chụp tấm hình nè Chụp tấm hình Đó đẹp liền chính xác tốt Tốt rồi ok tốt. Đúng rồi đó Rồi ok Tiếp tục Đúng rồi Đẹp Rồi Đúng rồi Dũi lên dũi lên dũi lên dũi lên, dũi lên. Đúng. Đúng. đúng 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 rồi đúng rồi đúng rồi Chính xác Rồi đúng rồi cứ hướng nó về trước xíu nữa Đó tốt chính xác Đó Đó muốn thẳng rồi đó sắp thẳng rồi đó đó là giờ là đại chị đã lên được cái cây chuối full này, thấy không nó đẹp luôn đẹp luôn rồi để, chị chụp tấm hình nào chụp tấm hình tấm hình ờ, chưa kịp chụp gì hết đã đổ rồi thấy không ok tốt rồi ok tốt rồi đó thấy không lên được cây chuối rồi đó ngon lành rồi đó rồi ok đúng rồi rồi dùng lực tới dùng lực tới đúng rồi này giờ tập bổ trợ cho vai ha thì mọi người muốn tập theo chị này ha giờ cho nữ yên tâm đi vai sẽ không bự ra đâu vai sẽ không bự ra đâu vai nó săn lại nó siết mở đẹp hơn nè đúng rồi Chờm tới trước trả về đúng rồi chờm tới nè dùng lực cho vai vừa thấy nó nặng nè đó dùng lực trả nó về hết một hơi sau vô lúc trả về đáng hết ngực siết bụng để mốt lên quen hay cái handstand cũng hết ngực siết bụng vậy luôn hiểu không đó trả về thở ra đúng rồi tốt tới hết vô về thở ra ha có lên rồi ok Rồi Đúng rồi dán một chân Đó cái này là mời cho giờ chị test thử cái handstand thôi Đâu chị đâu chị thử bật lên handstand em coi được cái bật lên handstand vô tường của chị á Nó như thế nào Đúng không À hiểu rồi Nó bị quèo Đừng có quèo chân nhìn em làm nè nha Nhìn kỹ Hết ngực xiết bụng từ dưới Lên là chân thẳng liền nhập vô Hiểu không Chân này vừa lên nó đợi chân kia nhập vô Đó thấy không là nó một đường thẳng Của chị là nó quèo chân này thấy không Thì không có cong chân lại làm chi Không không cần đó lên nhập vô hiểu không đó chứ mà dân cho kia nhập vô lợi dụng cái đà nó có nhập vô nó đâu chị thử làm em rồi à, đó nhập vô ờ ừ, thẳng đầu gối nè đúng rồi thẳng đầu gối nè sắp được rồi có lên do trước giờ gì chắc là ừ, hay là còn yếu không sao đâu cứ từ từ nhập vô dứt khoát luôn không sao nó thẳng cái đầu gối ra, đừng đừng có cong gối Cong gối nó không kiểm soát được đó gần được rồi đó Đúng rồi chính xác cứ bật dứt khoát lên thôi Mà nhớ siết thẳng cái đầu gối ra Chân này vừa lên là chân kia nhập vô Thấy không đừng để chân trước sâu lâu quá Ờ ok Thôi không sao Nhập vô Đúng rồi gần được rồi thấy không Đó ít ra mình đã biết cái cách để mình lên được cái chục rồi Không sao hết. Rồi cố lên Vô luôn tắm vô tường vô tường không có sợ Chị đang bị là cái đầu cắm xuống nha Cái đầu phải nhìn thẳng xuống dưới đó Rồi giờ tập bổ trợ thêm Nói chung là lần đầu vậy thôi Chỉ tập cái handstand này thôi đó. Ừ, bụng ra ừ, khép hai chân lại đúng rồi chính xác tốt rồi cố gắng giữ lâu nó có thể đẩy cao vai ở chúng mà đúng rồi tập uh, sức bền cho vai ha rồi qua bữa sau mình sẽ uh, tập uh, chuyên sâu về cái handstand đúng không hôm nay là chị đã giữ được handstand đã, chụp tấm hình cho đẹp nè đó rồi ok cảm ơn chị rất nhiều ha nhớ ăn uống ngủ nghỉ đầy đủ cảm ơn mọi người đã xem video chúc mọi người tập luyện tốt hy vọng video này sẽ giúp ích cho mọi người bye bye